Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trong thánh lễ hôm nay chúng ta dâng lễ để tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, xin ơn bình an cho năm mới, xin ơn bình an cho gia đình và con cái, xin ơn chữa lành, ơn hoán cải, cầu cho Phêrô, Phaolô, Maria, Giuse, các người qua đời trong cơn dịch bệnh, cầu cho Gioan Bautista và các linh hồn, cầu cho ông bà cha mẹ hai bên, các linh hồn, thai nhi. Đây là cầu của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận. Chúng ta hãy thành tâm sám hối, xin Chúa tha thứ tội lỗi. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đời. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em thần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế gian người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ Chúa. Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết con một Chúa. Phần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường. Xin rủ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng thánh nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là con Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đứng lên, bừng sáng lên, Jerusalem hỡi, vì ánh sáng của ngươi đến rồi, vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa, bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân, còn trên ngươi Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp kéo đến với ngươi. Con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ấm bên hông. Trước cảnh đó, mặt mày ngươi hớn rạng rỡ, lòng dạ ngươi hớn hở tưng bừng, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả. Của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Madian và Epha, tất cả những người từ Sơ Va kéo đến đều mang theo vàng với trầm hương và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, muôn dân khắp địa cầu cùng thờ kính Ngài. Tâu Thượng Đế, xin ban quyền binh cho tân vương, cho công lý trong tay hoàng tử, để tân vương theo công lý xét xử dân ngài, bên quyền lợi kẻ khó nghèo luôn. Vương chiều xa luôn đưa nở thắm hoa cùng mình, thì thu mái an ninh thịnh trị. Người quan cai qua sông cai đến tận địa cầu, qua biển này và tới biển kia. Ai nghèo khó khấn vái ngài sẽ luôn thương nghe, ra tay cứu con dân cùng khổ. Tranh lòng thương ai nguy khôn bé nhỏ
đơn hèn, dân vẫn cùng người tế độ cho. Danh người xa trôi sang cùng thái dương lan xa, qua muôn kiếp muôn năm trường cửu, nhờ tôn danh muôn dân coi thế được chúc lành, thiên hạ cùng cầu phúc người luôn. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi liên quan đến anh em. Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Kitô. Mầu nhiệm này Thiên Chúa đã cho, không, cho những người thuộc các thế hệ trước được biết. Nhưng nay người đã dùng thần khí mà mặc khải cho các thánh tông đồ và ngôn sứ của người. Mầu nhiệm đó là trong Đức Kitô Giêsu và nhờ tin mừng, các dân ngoại cùng được thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa đã hứa. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Giu-đê, thời vua Herodê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Herodê bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ, vua Herodê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.
Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay giáo hội mừng lễ Hiển Linh. Hiển Linh có nghĩa là mừng lễ Thiên Chúa tỏ mình ra cho muôn dân. Thiên Chúa luôn tỏ mình ra, và một khi đã tỏ mình ra, tức là Thiên Chúa muốn cho con người nhận biết Ngài. Thế nhưng con người có nhận biết được Thiên Chúa hay không thì còn tùy vào cái thái độ đáp trả của con người. Ba vị, các nhà chiêm tinh mà chúng ta quen gọi là ba vua hay là các nhà đạo sĩ, đã có cái thái độ tâm tình tích cực, cho nên đã nhận biết Chúa. Thế thì các ngài đã có cái tâm tình và thái độ nào? Trước hết trên một cái bầu trời đêm. Bầu trời đêm thì có muôn vạn ánh sao. Vì khao khát chân lý, khao khát hiểu biết, cho nên đêm đêm họ quan sát bầu trời, tìm kiếm ánh sao. Mà vì khao khát chân lý nên cả một cái bầu trời bao la muôn vạn vì sao, chỉ một ánh sao lạ xuất hiện, họ đã nhận ra. Ánh sao lạ đối với các đạo sĩ, chúng ta có thể nói cũng y như là cái trái táo rơi đối với nhà bác học Newton vậy. Biết bao nhiêu người đã thấy trái táo rơi, nhưng mà đâu có phải ai cũng phát hiện ra được điều gì mới mẻ. Thế nhưng với Newton, nhờ lòng khao khát hiểu biết, ông đã khám phá ra một cái định luật vật lý kỳ diệu qua cái hiện tượng quả táo rơi hết sức là bình thường. Tuy nhiên, nguyên cái khao khát không thì chưa đủ. Khao khát mà rồi ngồi yên để chờ thì không phải là khao khát thật, chưa phải là thành tâm khao khát. Các đạo sĩ không ngồi chờ thụ động, thấy ánh sao họ quyết tâm lên đường để thực hiện cái cuộc tìm kiếm. Và chính vì thành tâm tìm kiếm cho nên họ vượt qua mọi trở ngại đường xá xa xôi. Cho nên mà cái chuyện để mà lên đường không phải là đơn giản. Rõ ràng lên đường là từ bỏ cái sự yên ổn ở quê nhà, từ bỏ những cái tiện nghi, những cái an toàn vốn có, từ bỏ cái môi trường quen thuộc, có thể nơi đó mọi người đều biết họ và tôn kính họ nữa. Lên đường là chấp nhận mạo hiểm, không biết điều gì sẽ xảy ra, dấn thân vào một xứ lạ, đi những cái nơi mà mình chưa biết đến. Lên đường phải là ngưng những cái công ăn việc làm, bỏ dở những cái dự định đang làm. Cho nên cái việc lên đường không phải là đơn giản.
Tuy nhiên, cái thử thách lớn nhất đối với các đạo sĩ chính là cái lúc mà cái ngôi sao biến mất. Cái ngôi sao lúc ẩn lúc hiện, có lúc biến mất. Cho nên họ không biết đi đường nào. Dẫu sao họ đã không nản lòng mà cứ tiếp tục mầy mò tìm kiếm, khiêm tốn hỏi han, để rồi tiếp tục lên đường. Và cái lòng kiên trì đã đưa họ tới đích. Chính sách thánh đã chỉ cho họ biết nơi đấng cứu thế sinh ra, ở Bethlehem, Giu-đa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta tìm hiểu qua về cái tâm thức, cái thái độ của các nhà đạo sĩ. Và chúng ta thấy cái, để mà thấy rõ hơn, thì chúng ta hãy so sánh với cái thái độ của vua Herode, của các giáo trưởng và các cái luật sĩ. Ngược hẳn, đấng cứu thế sinh tại Israel, cách Jerusalem không xa, Bethlehem gần Jerusalem, nhưng họ chẳng hay chẳng biết gì. Khi nghe tin, khi mà ba đạo sĩ tới hỏi, thì vua Herode bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Herode bối rối. Tại sao bối rối? Là bởi vì ông chỉ quan tâm đến mình, đến của cải, đến quyền lực của mình. Sử sách cho biết, trong 10 năm cuối đời, vua này trở nên hoang tưởng với một cái ám ảnh bệnh hoạn về quyền lực. Ông ấy sợ mất ngai vàng, mà sợ cả đến những người trong nhà. Sợ đến nỗi ông giết vợ và ba đứa con trai của ông. Cho nên chúng ta có thể hiểu được tại sao ông lại giết các trẻ em ở Bethlehem. Bởi vì sợ chúng sẽ cướp ngôi của ông. Bạo vương Herode cũng tỏ ra cũng muốn gặp Chúa đó, nhưng mà đã không gặp được. Dù ông có binh hùng tướng mạnh trong tay, bởi vì ông tìm Chúa với một cái mưu đồ bất chính, không phải để thờ lạy, nhưng mà để tiêu diệt. Ông không trông chân thành tìm Chúa, cho nên ông đã không gặp được Chúa. Khác với ba vị đạo sĩ chân thành tìm Chúa. Còn các giáo trưởng và các luật sĩ thì chỉ xôn xao và dừng lại ở cái chỗ xôn xao bàn tán. Khi được hỏi đấng cứu thế sinh ra ở đâu, thì ngay lập tức họ cho cái câu trả lời chính xác: tại Bethlehem, miền Giu-đê. Họ biết chắc cái điều đó bởi vì họ rành Kinh Thánh, họ trích dẫn vanh vách. Trong sách Ngôn Sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Họ nói rõ ràng sách nào ở đâu ở đâu. Họ biết đấng cứu thế sinh ra ở cái chỗ nào, và có thể nói cho người khác biết ngài sinh ra ở đâu, nhưng chính họ lại không lên đường. Họ giống như là cái chiếc, giống như là cái bảng chỉ đường, chỉ cho người ta đi, nhưng bản thân thì bất động nằm ở bên đường. Họ hiểu biết Thánh Kinh, nhưng họ không gặp được Chúa. Họ hiểu biết lý thuyết, nhưng không thực hành, không lên đường. Ngồi một chỗ không chịu lên đường, chỉ nghiên cứu sách vở chữ nghĩa, mà không chú ý đến cái cuộc sống của con người. Cho nên rốt cuộc họ cũng không tìm được Chúa. Từ đó chúng ta thấy nhiều người xem ra ở gần nhất, ở Jerusalem, hiểu biết nhất, có phương tiện nhất, lại không gặp được Chúa. Trái lại, ba vị đạo sĩ ở xa xôi, thiếu phương tiện, lại gặp được Chúa. Điều này
khiến chúng ta phải cảnh giác. Bởi vì chúng ta là người có đạo, chúng ta biết Chúa, chúng ta có lời Chúa, chúng ta đọc nghe lời Chúa hàng tuần hàng ngày, nhưng mà liệu chúng ta có gặp được Chúa hay không? Có gặp được Chúa hay không? Hay là như là Chúa đã nói, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời, trong khi chính con cái lại bị loại ra. Cho nên qua cái việc tìm, lên đường tìm gặp của các vị đạo sĩ, chúng ta thấy cái lòng thành tâm tìm Chúa, lên đường tìm Chúa, cho nên họ đã gặp được Chúa. Cái cuộc hành trình của các vị đạo sĩ tới Bethlehem cũng chính là cái hành trình đức tin của mỗi người chúng ta đây. Mỗi người chúng ta có muôn nẻo đường để gặp Thiên Chúa, không ai giống ai. Có những người đã phải mầy mò qua nhiều năm tháng với nhiều biến cố trong cuộc đời thì mới gặp được Chúa, mới tin nhận Chúa. Có những người phải mất nhiều năm, nhiều khó khăn, nhiều trăn trở mới nghe ra tiếng Chúa. Có những người lại lãnh nhận đức tin từ gia đình. Thế nhưng dẫu đức tin có đến dễ dàng từ gia đình, thì chính mỗi người chúng ta phải tự mình tìm kiếm, để đức tin không còn là đức tin của cha mẹ, của người khác, không phải là đức tin đón nhận từ bên ngoài, mà phải là đức tin từ bên trong của chính mình. Chúng ta thấy cha mẹ yêu con, muốn con lớn mạnh, giỏi giang. Cha mẹ nào cũng thế. Nhưng mà cha mẹ không thể ăn dùm con, học dùm con. Chính người con đó phải ăn, phải học thì mới lớn, thì mới giỏi được. Cho nên tin không phải là chấp nhận một mớ lý thuyết, một mớ giáo điều, mà tin chính là cái cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu. Phải gặp gỡ Ngài, cảm nhận Ngài. Cảm nhận Ngài là sức sống, Ngài là cái ánh sao, Ngài là cái con đường dẫn chúng ta đến sự sống. Phải xin điều đó. Phải xin điều đó. Và để có thể gặp gỡ, đụng chạm vào Chúa Giêsu, đòi buộc chúng ta phải lên đường tìm kiếm, tìm kiếm không ngừng, tìm kiếm mỗi ngày. Mỗi ngày lắng nghe Chúa nói điều gì qua điều này, qua cái biến cố này, qua cái biến cố kia. Đức tin là quà tặng, là ân sủng, là quà tặng. Đúng như thế, nhưng chỉ là quà tặng đối với những ai sẵn sàng mở tâm hồn để mà đón nhận Chúa. Những cái thái độ, niềm tin của ba đạo sĩ không thể thiếu nơi người có đức tin và sống đức tin. Chúng xác định cái niềm tin của các tín hữu. Cho nên để xem xét lại cái niềm tin của mình, cái hành trình đức tin của mình, mỗi ngày nó có lớn lên không? Chúng ta xem rằng tôi có khao khát tìm kiếm Chúa hay không? Hay là tôi thấy là đủ rồi, bằng đó là đủ rồi. Và khi mà nghe ra tiếng Chúa, khi mà thấy ra được cái ánh sao, có chịu lên đường, tôi loại bỏ, sẵn sàng bỏ đi những cái điều mà an toàn của mình, những cái tiện nghi của mình để lên đường tìm Chúa hay không? Có kiên trì tìm kiếm Chúa hay không? Xin cho mỗi người chúng ta gặp được Chúa. Đó là cái ý định muôn thuở của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn tỏ mình ra cho con người. Và thật là tiếc nếu chúng ta không đón nhận ra Chúa là nguồn hạnh phúc cho cuộc đời chúng ta, là những cái câu giải đáp cho thế giới này.
Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, vì bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng con một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa muốn tỏ mình cho nhân loại trong Đức Giêsu Kitô, để bất cứ ai tin nhận Người là con Thiên Chúa và là đấng cứu thế thì được ơn cứu rỗi. Cộng đoàn chúng ta hãy thành tâm cảm tạ Chúa và tin tưởng cầu xin. Xin Chúa thương lời chúng con. Chỉ hiện ai thành tâm tìm Chúa mới có thể gặp được Chúa. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia, những người đứng đầu các tổ chức xã hội, luôn sống đơn sơ quanh họ, biết giữ mình trong sạch trước bóng tối của sự tham quan ích kỷ và nhiệt tình phóng hiến tài năng kiên trí để phục vụ tha nhân. Xin Chúa nhận lời chúng con. Các đại sứ đã dâng tin Chúa trong buổi hôm và quý giá. Xin cho mọi người trong giáo chúng ta cũng biết thương lên Chúa những hy sinh nhỏ bé hàng ngày qua buổi sống khó trách nhiệm. Biết quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình và tin giải thích điều để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh. Nhờ đó cuộc sống này trở nên có ý nghĩa hơn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Phaolô kêu gọi anh em hãy chí sáng những vì sao trên bầu trời. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn yêu mến, đang suy nghĩ cùng thực hành lời Chúa, hầu trở nên cây nắng cho đời và chỉ tỏa ánh sáng cho trời nghe.
xin Chúa nhận lời. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, Chúa đã dùng mọi biến cố để tỏ mình ra cho nhân loại. Xin cho chúng con luôn biết noi theo gương các nhà đạo sĩ, không ngại gian khó, thành tâm mau mắn tìm kiếm nước Chúa giữa lòng đời, và cho chúng con biết chia sẻ niềm tin đó cho tất cả những người mà chúng con gặp gỡ. Chúa là đấng hằng sông và hiển trị muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin đoái nhìn lễ vật hội Thánh Chúa tiến dâng. Đây không phải là vàng, nhũ hương và mộc dược, nhưng là bánh rượu tượng trưng cho Đức Giêsu Kitô, đấng đã tự hiến tế và trở thành lương thực nuôi dưỡng chúng con, người hằng sông và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc. Thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì hôm nay, Chúa đã mặc khải chính mầu nhiệm cứu độ chúng con trong Đức Kitô để soi sáng muôn dân. Vì khi người xuất hiện trong bản tính phải chết của chúng con, Chúa đã dùng vinh quang mới bất diệt của người mà phục hồi chúng con. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca, chúc tụng vinh quang Chúa rằng...
Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn Thánh Thần Chúa, thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con, Đức Cha Phụ tá Louis, cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con dâng thánh lễ này để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Thánh Giuse. Xin ơn bình an cho gia đình và con cái. Xin ơn bình an cho năm mới. Xin ơn được chữa lành. Xin Chúa cũng nhớ đến các tôi tớ Chúa là Gioan Bautista, Maria Giuse, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: xin Cha cho chúng con và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chỗ cám dỗ, đừng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Cho việc hỏi đề và mong sự cầu chúc cho con và chúng con sắp lãnh nhận. Chúng con sự đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình vào máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Thank you.